Fukuzawa Tsukiji, một trong những nhà văn, nhà giáo dục và triết gia nổi tiếng của thế kỷ 19 ở Nhật Bản. Ông đã viết nhiều tác phẩm về giáo dục và phát triển cá nhân. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông là Khuyến học. Đây là một cuốn sách khuyến khích học hỏi và phát triển bản thân, chứa đựng những lời khuyên sâu sắc về triết lý giáo dục. Trong thế giới phát triển nhanh chóng ngày nay, tầm quan trọng của giáo dục và học tập liên tục là không thể phủ nhận. Khi chúng ta vượt qua những thách thức và cơ hội phức tạp, nhu cầu về cá nhân được trang bị tư duy phản biện, tính sáng tạo và khát khao kiến thức ngày càng trở nên quan trọng. Cuốn sách này đóng vai trò như một lộ trình cho các cá nhân, nhà giáo dục và các nhà hoạch định chính sách vạch ra các chiến lược và hiểu biết thực tế nhằm thúc đẩy văn hóa học tập và phát triển trí tuệ. Fukuzawa Tsukiji đã để lại nhiều ý tưởng sâu sắc và ý nghĩa trong quyển sách Khuyến học. Sau đây là một số ý tưởng của ông được thể hiện trong quyển sách. Tại sao người khác làm được mà ta làm chưa được? Tại sao người khác thành công mà ta lại thất bại? Trời không tạo ra người đứng trên người và cũng không tạo ra người đứng dưới người. Mọi người sinh ra đều bình đẳng, nếu có khác biệt là do học vấn. Sự khác nhau giữa người thông minh và kẻ đần độn là ở chỗ có học hay vô học mà thôi. Học để hiểu trách nhiệm của bản thân. Người thiệt thòi nhất là những kẻ vô học. Chỉ có học vấn mới nuôi dưỡng năng lực phán đoán. Trời không ban cho người phú quý, chính con người tạo ra giàu sang phú quý. Cá nhân có độc lập thì gia đình mới độc lập, và như thế quốc gia cũng độc lập. Tự do không phải chỉ biết có tôi, cho riêng tôi. Tệ hại nhất là tham lam. Đang hạnh phúc thì chớ quên sẽ có những lúc phải đối mặt với tủi nhục. Có những người còn trẻ mà lại muốn lựa chọn công việc an nhàn. Phải luôn xem xét tinh thần của bản thân. Văn minh không tiến bộ nếu chỉ dùng quyền lực. Chưa làm thử mà cứ ngồi phán đúng sai. Tinh thần chí khí độc lập là điểm xuất phát mọi vấn đề. Đừng đánh giá người khác bằng suy xét chủ quan của mình. Học tập phương Tây nhưng đừng quá sùng bái. Hy vọng vào tương lai sáng lạn là liều thuốc an ủi nỗi bất hạnh hiện thời. Nghèo khổ không phải là nguyên nhân. Chạy theo độc lập vật chất sẽ đánh mất độc lập tinh thần. Phê phán người khác thì dễ. Những ý tưởng được trình bày trong quyển sách này không chỉ là những lời động viên mà còn là những phương tiện thiết thực để thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội thông qua việc tạo ra một môi trường học tập sôi nổi và phát triển. Fukuzawa Tsukiji đã chứng minh rằng giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn là việc khuyến khích sự sáng tạo, tư duy phản biện và khám phá. Qua việc nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, chúng ta có thể mở ra cánh cửa của tri thức và hiểu biết, từ đó thúc đẩy sự phát triển cá nhân và tiến bộ xã hội. Quyển sách không chỉ dừng lại ở việc phát biểu ý tưởng mà còn đề xuất các chiến lược cụ thể để thực hiện những ý tưởng đó. Thời lượng của video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.